À, xin chào các bạn. Ở video này dân sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách nữa để chúng ta học phần mềm MATLAB, đó là cuốn Lập trình MATLAB của tác giả Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Khắc Kiểm, Nguyễn Trung Dũng và Hà Trần Đức. Thì cuốn sách này nó có khoảng 312 trang và nó sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình MATLAB cơ bản. Chúng ta sẽ lập trình cái tab gọi là M file, lập trình dạng script hoặc là dạng hàm thôi. Thì cuốn sách nó sẽ có tổng cộng là 23 chương. Chương 1 là phần giới thiệu chung. Nó sẽ giới thiệu cho các bạn căn bản về MATLAB trước, cách chúng ta làm việc với cái cửa sổ của MATLAB. Giải thích cái câu lệnh cách chúng ta gõ một cái biểu thức tính toán vào trong MATLAB và cách chúng ta làm việc với số phức, vân vân. Chương số 2 sẽ giới thiệu cho các bạn các bài toán kỹ thuật. Các cái hàm thông dụng đó, tính sin, cos, tan, vân vân. Nói chung là giới thiệu các cái hàm thông dụng để chúng ta có thể sử dụng các hàm đó để giải quyết cái bài toán kỹ thuật mà chúng ta hay gặp phải. Chương số 3 sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái đặc điểm của cửa sổ lệnh trong MATLAB. Thì trong MATLAB nó có một cái cửa sổ để chúng ta nhập lệnh vào, gọi là command window. Thì chương 3 này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với cửa sổ đó. Chương 4 là nói về script file. Chúng ta viết ra những cái file gọi là script file, nó có phần mở rộng là .m, cho nên người ta gọi là m file. Thì các cái lệnh các bạn có thể gõ trực tiếp vào cửa sổ lệnh, hoặc là các bạn ghi nó vào trong một cái file, sau đó chúng ta sẽ cho chạy tất cả các lệnh lưu trong cái file đó. Thì những file như vậy người ta gọi là script file. Chương số 5 sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý tập tin trong MATLAB. Chương số 6 sẽ hướng dẫn các bạn các cái phép toán đối với mảng. Chương số 7 sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác đối với mảng. Chương số 8 là sẽ hướng dẫn cái phép toán logic và quan hệ. Chương số 9 là chúng ta sẽ làm việc với lại kiểu văn bản, kiểu chuỗi ký tự. Chương số 10 sẽ giới thiệu cho các bạn cái hàm về ngày giờ, thời gian, vân vân. Chương số 11 chúng ta sẽ học cái cấu trúc điều khiển, cái cấu trúc vòng lập. Chương số 11 là chúng ta sẽ lập trình hàm mfile. Thì cái mfile này chúng ta viết có thể viết nó ở hai dạng. Dạng thứ nhất là script. Script thì nó chỉ là tập hợp các cái lệnh thôi, chúng ta chạy từ đầu đến cuối. Hoặc là cách viết thứ hai là chúng ta viết dưới dạng hàm. Viết dưới dạng hàm thì chúng ta có thể sử dụng lại cái hàm đó ở trong một cái chương trình khác. Thì cái dạng M-file đó người ta gọi là lập trình hàm. Chương số 13 sẽ hướng dẫn các bạn cách phân tích dữ liệu. Chương số 14 là giới thiệu với các bạn các phép tính toán đối với đa thức, cách biểu diễn đa thức trong MATLAB như thế nào và cách thực hiện các cái phép tính, ví dụ như là tiềm nghiệm của đa thức, vân vân, hoặc là từ các cái nghiệm chúng ta có thể suy ngược lại đa thức. Chương số 15 nó sẽ giúp các bạn giải quyết các cái bài toán nội suy và làm minh họa đương công. Chương số 16 sẽ hướng dẫn chúng ta phân tích số liệu và chúng ta có thể vẽ các cái bảng số liệu lên thành các cái đồ thị. Chương số 17 là hướng dẫn các bạn các cái hàm vẽ đồ thị trong hệ tọa độ phẳng, hệ tọa độ hai chiều OXYZ, OXY chứ, chương số 18 sẽ là đồ họa trong không gian 3 chiều OXYZ. Chương số 19 sẽ giới thiệu với các bạn về cái mảng tế bào và cấu trúc. Chương số 20 sẽ giới thiệu về cái biểu tượng, tức là cái symbolic, gọi là symbolic ha. Thì trong MATLAB, ngoài việc nó tính toán trực tiếp trên các cái con số thì các bạn có thể cho nó tính toán trên các cái biến hình thức như là biến x, biến y, biến z, giống như là chúng ta học toán bình thường vậy. Thì cái phần đó người ta gọi là biểu tượng symbolic, tức là các cái ký hiệu đó, chúng ta cho nó tính toán trên các cái ký hiệu. Chương số 21 sẽ giới thiệu cho các bạn cái kết hợp công cụ của hệ thống điều khiển. Thì phần này nó liên quan đến các cái kiến thức về điều khiển tự động. Thì các bạn đã từng học về điều khiển tự động rồi, các bạn có thể đọc thêm chương 21 để chúng ta sử dụng MATLAB, chúng ta ứng dụng trong cái lĩnh vực điều khiển tự động, giúp các bạn tính toán nhanh hơn. Chương số 12 là cái phần hợp công cụ
xử lý tín hiệu. Thì cái hộp công cụ này nè, trong MATLAB nó có rất là nhiều cái hộp công cụ gọi là toolbox mà. Chúng nó hỗ trợ cho cái chuyên viên ở các lĩnh vực khác nhau. Thì nó hỗ trợ cái hộp công cụ tương ứng. Thì các bạn làm việc ở lĩnh vực nào thì các bạn tìm hiểu về cái hộp công cụ tương ứng với lĩnh vực đó. Rồi, cái chương 22 là hộp công cụ xử lý tín hiệu. Thì thường nó sẽ cho các bạn cái hàm để chúng ta biểu diễn tín hiệu lên trên đồ thị, rồi chúng ta thiết kế mạch lọc vân vân, nói chung là xử lý tín hiệu số đó các bạn. Chương số 23 là hướng dẫn chúng ta cách sử dụng cái phần trợ giúp của MATLAB. Trong lúc chúng ta sử dụng chương trình thì chúng ta có thể sử dụng cái phần trợ giúp MATLAB, giống như là cái phần trợ giúp này nó được nói chung là nó được sắp xếp bố trí rất là trực quan. Chúng ta có thể sử dụng cái phần trợ giúp của MATLAB để chúng ta học luôn cũng được. Nói chung nó là cái tài liệu chi tiết nhất về MATLAB đó các bạn. Thì nếu các bạn đọc tiếng Anh tốt thì các bạn có thể đọc các cái hướng dẫn về MATLAB trực tiếp từ cái phần trợ giúp của nó là hay nhất rồi, không cần phải thêm một cái tài liệu nào cả. Thì qua 23 chương này, nếu mà các bạn nắm 23 chương này, các bạn có thể thành thạo được cái việc lập trình trên MATLAB. Thì nói chung là lập trình dưới dạng file thôi, M-file thôi. Hoặc là lập trình hàm nữa. Thì trong MATLAB nó có một phần lập trình khác nữa, đó là nó cho phép các bạn lập trình GUI ha, tạo ra cái giao diện giống như là cái phần mềm trên Windows vậy. Thì cuốn sách này nó không có giới thiệu về cái phần đó, mà chủ yếu là chúng ta viết ra các cái tập M-file để nó load các cái lệnh dưới dạng script hoặc là lập trình hàm thôi. Còn cái việc lập trình GUI thì sẽ có tài liệu riêng nha. Thì cái tài liệu đó Dân sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Như vậy, cái link download tài liệu này thì các bạn có thể xem ở bên dưới video hướng dẫn này ha. Các bạn click vào đó để các bạn download về. Rồi, video hướng dẫn giới thiệu của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.